Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ công bố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và nhấn mạnh đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Đại tá Nguyễn Văn Tăng mà còn là vinh dự của lực lượng công an thành phố. Tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Văn Tăng sẽ nỗ lực thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm, đóng góp tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ phân công.